Xin chào mọi người. Tên Võ Đế Tôn, dịch thành 977. Đáng tiếc, anh tuyệt nhiên lại không nhìn thấu thần nữ linh tộc xuất kiếm quá nhanh mà anh lại không phòng bị trúng chiêu ngay tại chỗ. Tru tiên kiếm xem thường ngươi rồi. Diệp Đào lách mình mở đột lui về phía sau, hơi lảo đảo một chút, bịch một tiếng, nửa quỳ trên mặt đất, há lớn miệng ho khan phun ra máu tươi, bị tu tiên kiếm xuyên thủng. Vô luận là thân xác, nguyên thần, đạo căn, căn nguyên, chân thân đều gặp trọng thương, sát cơ tịch diệt thôn phệ lấy sinh khí của anh. Tiểu tử ráng chống đỡ. Minh Tuyệt xuyên thấu qua phần thân thấy rất rõ ràng, cực nhanh giết tới. Diệp Đào không nói gì, lão đã đứng dậy lần nữa mở đột lui về phía sau, chỉ vì thần nữ linh tộc lại công kích tới. Hỗn độn thần đỉnh chuyên tâm bảo hộ chủ ngăn tại trước người Diệp Đế Hầu. Chỉ có điều nháy mắt sau đó, nó liền bị chém rạch, thân đỉnh khổng lồ nặng nề bị chém ra một khe nứt, chém rạch hỗn độn thần đỉnh. Thần nữ linh tộc một kiếm đâm toát kiền khôn, công kích trực tiếp giữa lông mày Diệp Đế Hầu, nhằm vào chính là chân thân nguyên thần của Diệp Đế Hầu. Một kiếm này nếu là chém trúng, đủ thể nhảy mắt miễu sát Diệp Đào. Diệp Đào nghiến răng đột nhiên đưa tay, tại lúc tôi tin kiếm sắp đâm trúng giữa lông mày của anh, liền nắm lấy mũi kiếm, một chưởng đẩy lùi thần nữ linh tộc mà anh học máu càng nhiều hơn, đứng cũng không đứng vững. Tôi tin kiếm không thể so với những pháp khí khác, một kiếm của nó có thể xưng là hủy diệt. Anh giờ phút này còn sống đã là vạn hạnh, nếu như đối lại là một loại cấp thánh vương khác, sớm đã tan thành mây khói. Con thần kiếm reo đinh chói tai, thần nữ linh tộc cầm kiếm lại tiếp tục công sát, hóa vũ trụ thành cát bụi. Diệp Đào trong lòng quát lạnh, hiện hóa vũ trụ thành cát bụi, trốn vào trong đó kéo dài thời gian. Thế nhưng là ước muốn thì đẹp đẽ, nhưng hiện thực lại còn thúi hơn rắm. Anh vừa mới trốn vào bụi không gian để bị công phá, bí pháp để độn thân tại trước mặt tu tiên kiếm giống như một vật bài trí đáng buồn cười. Không hề suy nghĩ nhiều, anh quay người liền mở đột bỏ chạy. Dưới trạng thái đỉnh phong đều chưa hẳn đã là đối thủ của tu tiên kiếm, càng không nói đến đang bị thương nặng. Sát cơ của tu tiên kiếm giờ phút này còn đang tại trong cơ thể anh bừa bãi tàn phá, khó mà ma diệt. Nó đang phá hư căn cơ, tàn phá bản nguyên kinh mạch cùng thánh thể của anh. Thần nữ linh tộc truy sát ra đến, thân hình tự nhiên ảo mộng, một tay kết ấn tạo ra dị không gian. Diệp Đào còn đang bỏ chạy đã cùng nhau bị kéo vào dị không gian. Mục đích của Tru Tinh Kiếm rất rõ ràng, không muốn người khác quấy rầy, muốn tại cái dị không gian này trảm diệt Diệp Đào. Nơi này sẽ chính là mộ phần của anh. Vì trảm diệt ta, người thật vất vả đó. Diệp Đế Hào cười lạnh, nhìn xem thần nữ linh tộc, chuẩn xác hơn mà nói là nhìn xem tu tiên kiếm trong tay thần nữ linh tộc. Lúc trước một chút không phòng bị một kiếm xuyên thủng, gặp trọng thương, liền chú định là anh đã không phải là đối thủ của tu tiên kiếm. Thánh thể đều đáng chết. Tu tiên kiếm lại nói ra lời nói của con người, một câu cố quạnh mà băng lãnh. Ta đều sắp phải chết, có thể nói với ta một chút vì cái gì mà hận thánh thể như vậy hay không? Diệp Hào nhàn nhạt hỏi một câu. Đối với câu hỏi của anh, tôi tìm kiếm không hề đáp lại, giang thiên chém ra một đạo tiên hà. Diệp Hào ngưng trọng lật tay xuất ra một tấm thuẫn vừa định đón đỡ. Càng tôi tìm kiếm chém ở trên tấm thuẫn, tia lửa bắn ra tung tóe, nếu không thể cảm phá được tấm thuẫn, nhưng đánh cho Diệp Hào thân hình lảo đảo, bàn tay nâng tấm thuẫn kia, kể cả cánh tay nên địch nổ tung, huyết cốt bay tứ tung. Diệp Đào đạp đặt chân lui lại, vận chuyển thánh đạo về trời đến cực điểm, khép lại cánh tay, lại muốn hóa ra pháp thân cùng nó hợp lực đối kháng với Tru Tiên Kiếm, nhưng anh lại thất bại, bởi vì lúc trước bị Tru Tiên Kiếm xuyên thủng đã tác động đến thân thể anh quá rộng. Nếu trạng thái thực khắc này của anh, ngay cả pháp thân thánh chiến cũng đều không thể hiển hóa ra. Càng làm cho anh muốn chửi con má nó chính là sát cơ của Tru Tiên Kiếm ở trong cơ thể anh
rất là đáng sợ, làm hỗn loạn tất cả. Không cách nào để cho anh ngưng tụ chiến lực, ngay cả sự khôi phục của thánh đạo về trời đều giảm bớt đi rất nhiều. Đến lúc này, Tô Tinh Kiếm đã xuất ra một mảnh tiên hải bảy màu, mãnh liệt cuồn cuộn đem anh nuốt chửng. Tiên hải bảy màu này rất là đáng sợ, có thể nuốt ăn chi huyết của người, ma dị sinh cơ của người, phong cấm huyết mạch của người. Thực sự là một mảnh tiên hải ăn thịt người. Diệt nào cố gắng hết sức để thông thoát lại chưa thể giết ra tới. Diệt. Tô Tinh Kiếm chỉ thốt lên đúng một chữ, tiên hải đang cuồn cuộn biến đổi hình thái, hóa thành một đóa liên hoa, mà Diệp Đào ở ngay tại trung tâm liên hoa, từng đóa cánh sen hướng vào chính giữa khép lại, một lần nữa hóa thành nụ hoa, muốn đem Diệp Đào ma diệt thành tro tàn. Phá, phá cho ta! Diệp Đào điên cuồng gào thét, hai con người đỏ ngầu, khí huyết sao động, thiêu đốt như lửa, một quyền tiếp một quyền oanh ra. Anh biết rõ, liên hoa này một khi hóa thành nụ hoa thì anh hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại bước mặt nguy hiểm, anh mở hỗn độn đại giới, bởi vì trong cơ thể có sát cơ của Tô Tinh Kiếm, ngay cả dị tượng của anh đều không hoàn chỉnh, hỗn độn đại giới tàn tạ không chịu nổi, sông núi, cỏ cây cũng mãi may không có linh tính. Nổ cho ta! Theo anh hét lên một tiếng, anh tự bạo hỗn độn đại giới, mạnh mẽ nổ tung đóa liên hoa. Lão đảo độn thân chạy ra tới, hoang khổ thánh thể có gần cốt lộ ra ngoài, toàn thân cháy tràn máu tươi. Thường thế lần này không chỉ là bị lực lượng tru dịch của liên hoa, còn có phản phệ của dị tượng tự bạo. Thần nữ linh tộc lại giết tới, không cho anh thời gian thở dốc, chém xuống một kiếm suýt nữa đã chém sống Diệp Đại Hào. Diệp Đại Hào đầy rẫy điên cuồng, liên tiếp phát tay đánh ra bí thuật thần thông. Anh không kỳ vọng có thể đánh trọng thương Tô Tinh Kiếm, chỉ nguyện có thể tranh thủ một chút thời gian. Anh cần viện binh, nếu muốn cùng Tô Tinh Kiếm không chết không thôi, cũng phải khôi phục lại trạng thái đỉnh phong trước. Có được chiến lực đỉnh phong, anh mới thể sống mãi cùng Tô Tinh Kiếm. Bị phá của anh rất nhiều, lại bởi vì chiến lực hạn chế, không phát huy ra được uy lực đỉnh phong. Tại trước mặt Tô Tinh Kiếm, đây là hư ảo, không thể gây tổn thương đến Tô Tinh Kiếm. Ngược lại bị chém cho toàn thân huyết thác lộ ra. Kết thúc. Tô Tinh Kiếm một câu đạm mạc, một kiếm đâm toát thế trận mà nó trưởng khống, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa đâm về nguyên thần của Diệp Đại Hào. Quy lực hủy diệt chân chính là một kiếm tuyệt sát. Diệp Đại Hào muốn bỏ chạy lại phát giác mình đã bị khóa chặt, khó mà độn thân, đành phải trơ mắt nhìn xem một kiếm kia đâm tới. Cho dù còn chưa bị đâm trúng, nhưng thánh thể liền đã vỡ toát ra, sáng sáng kim huyết dâng lên. Kết thúc rồi sao? Diệp Đào gào thét. Tiếng gào thét như phát ra từ linh hồn. Anh tự nhận không chặn được một kiếm này, cũng tự nhận không cách nào dưới một kiếm này còn mạng sống. Anh không cam lòng, không cam lòng với số mệnh thủng trăm ngàn lỗ. Có lẽ là do anh gào thét mà thức tỉnh lại thần trí của thần nữ linh tộc, khiến cho nàng từ trong tiềm thức đối kháng với Tô Tinh Kiếm, muốn đoạt lại quyền trưởng khống thân thể. Cũng chính là nàng đối kháng mới khiến cho uy lực một kiếm kia nháy mắt chợt hạ thấp tới cực điểm, mà lại còn trệt hướng yếu điểm của Diệp Đại Hào. Lại là kim huyết phun ra tung tóe, bả vai Diệp Đại Hào bị xuyên thủng, máu tươi chói mắt trào ra. Anh nên cảm thấy may mắn, may mắn tại bước ngoặt nguy hiểm thần nữ linh tộc đã lấy lại ý thức đối kháng với Tô Tinh Kiếm. Nếu không, một kiếm này xuyên thủng sẽ chính là đầu của anh, đủ thể để đem anh nháy mắt trảm diệt. Vẹn vẹn chỉ một cái chớp mắt, Tô Tinh Kiếm liền áp chế ý thức của thần nữ linh tộc. Lại là một kiếm hủy diệt vô cùng băng lãnh, muốn tuyệt diệt Diệp Đại Hào. Diệp Đại Hào nghiến răng kết ấn, trước người tụ ra trên 100 tấm thuẫn, nhưng phòng ngự của anh tại trước mặt Tô Tinh Kiếm lại như từng tờ giấy trắng, yếu ớt không chịu nổi, một đường bị đâm xuyên. Oanh! Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vì không gian tan vỡ là bị một người một kiếm chém toát ra. Viện quân đến, nhưng cũng phải là Minh Tuyệt mà là Cơ Tuyết Băng. Nàng vừa từ không gian giới ra tới, thông qua liên hệ giữa bản tôn Diệp Đào cùng phân thân mới tìm được nơi này. Trong một cái chớp mắt, nàng đã cùng Diệp Đào
hoán đổi vị trí cũng là một kiếm cùng Tô Tinh kiếm đối chọi gay gắt. Hai mũi kiếm va chạm, tiếng leng keng thanh thúy vang lên, có vần sáng tịch diệt lan tràn, tòa cố thành tàn tạ này tại dưới vần sáng tịch diệt kia tân thốn sụp đổ. Nó đã sừng sững không biết đã qua bao nhiêu năm tháng lại bị san thành bình địa. Diệp Đà một bước lảo đảo, quỳ một chân trên đất, cúi đầu ho ra máu không thôi. Sự thật đã chứng minh anh lúc trước ở cung điện dưới lòng đất lưu lại một đạo phân thân vẫn là rất sáng suốt. Đúng là đạo phân thân kia của anh mới khiến cho Cơ Thích Băng chuẩn xác tìm được vị trí của anh, cản được một kích tuyệt sắc của Tru Tinh kiếm. Nếu không phải như thế thì anh giờ phút này hơn phân nửa đã lắc lư ở trên hoàng tuyền lộ. Oanh âm âm. Lúc anh đang học máu thì Cơ Thích Băng cùng Tru Tinh kiếm lại khai chiến, âm thanh ầm ầm chấn động không vang lên, đâu đến trời lòng đất lỡ. Cơ Thích Băng thân ở trạng thái đỉnh phong, tất nhiên là không sợ Tru Tinh kiếm, cộng thêm thần nữ linh tộc tại tiềm thức đang đối kháng, khiến cho khí tức của Tru Tinh kiếm chợt hạ xuống, từng trận một bị Cơ Thích Băng đè lên mà đánh. Diệp Đào rời khỏi vòng chiến, lúc này liền ngồi xuống khoanh chân lại. Sau đó anh liền nhắm lại hai mắt, triệu tập bản nguyên của thánh thể, lực lượng huyết mạch, hỗn độn đạo tắc, ba thứ hợp nhất, khí tức mạnh mẽ rót vào các tĩnh mạch chủ toàn thân, chui vào mỗi một góc của thánh thể, mạnh mẽ trấn áp sát cơ của Tru Tinh kiếm. Chỉ có ma diệt được sát cơ mới có khả năng trở lại đỉnh phong. Sát cơ của Tru Tinh kiếm rất quỷ dị, cũng là rất là ương ngạnh, như sâu mọt một khi nhập thể liền phân chia tới vô hạn, vô luận là đạo căn bản nguyên cũng hoặc là nguyên thần đều tùy phá hư để ăn khổ không thể tả. Năm đó lúc tại đại sở Hồng Trần cường đã tới cỡ nào nhưng cũng khó cản được Tru Tinh kiếm bị một kiếm tuyệt sát. Chân chính chịu đòn của Tru Tinh kiếm mới biết kiếm này có bao nhiêu đáng sợ, cho dù không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng, chiến lực tụt giảm lớn. Nguyên nhân chính là như thế anh mới không phải là đối thủ của Tru Tinh kiếm, suýt nữa đã bị diệt. Trấn áp cho ta. Diệp Đào gầm nhẹ, trên trán có gân xanh lộ ra ngoài, sát khí của Tru Tinh kiếm quá đáng sợ, khiến thánh thể của anh nhiều chỗ vỡ ra, máu tươi đang phun trào, toàn bộ thân hình bè bét máu. Đi mòn gó sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Đang lúc thời điểm Diệp Đào toàn lực ma diệt sát cơ, một tiếng cười u tàn vang lên, giống như truyền lại từ địa ngục, âm lãnh cô quạnh, tràn ngập ma lực. Lời nói còn chưa dứt, nhìn thấy một người hiển hóa, người khoác áo giáp, khí huyết ngập trời, một đôi mắt vàng sáng sáng lại âm trầm đáng sợ, thân thể nặng nề, nghiền ép hư thiên, rung động vù vù, khí tức hồng hoang cuồn cuộn lan tràn ra. Chính là con đại đế chuột ta tu. Cái chữ chuột ta tu người ta không dịch ra để tiếng Hoa, áp ra vào dịch ra thì là chuột ta tu, chắc là một loại chuột nào đó, tác giả để loại chuột, nhưng mà chính xác thì chuột ta tu. Anh đọc là con đại đế chuột nha. Chính là con đại đế chuột cũng tìm được đến đây, liếm láp đầu lưỡi đỏ chết tham lam nhìn sang Diệp Đào. Diệp Đào cho dù đang nhắm mắt lại biết vừa đến là ai, sắc mặt khó coi. Thật đúng là nhà dột còn gặp mưa to. Cơ Thích Băng đang cùng Tru Tinh kiếm đấu chiến, không rảnh để quan tâm tới chuyện khác, mà anh lại đang chuyên chú ma diệt sát khí của Tru Tinh, càng là không thể phân tâm. Hết lần này tới lần khác, con đại đế chuột lại giết tới. Đó là một tôn con đại đế à? Lấy trạng thái giờ phút này của anh, kiên quyết đấu không lại. Con đại đế chuột nhe răng cười, trong tay hóa ra một cây chiến mâu ném thẳng đến, bắn về phía Diệp Đào. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Đào sẽ bị xuyên thủng, chết ngay tại chỗ. Cơ Thích Băng thấy vậy, muốn thoát thân cứu viện, nhưng Tru Tinh kiếm cực khó chơi, đem nàng ngăn lại. Mục đích của nó là để thánh thể chết, về phần là ai giết không quan trọng. Bây giờ con trai đại đế chuột trời xui đất khiến đến đây, nếu thật sự có thể diệt Diệp Đào, nó cũng không ngại mà hợp tác với chuột ta tu. Chiến mâu như u mang mang theo lực lượng hủy diệt tới gần vô hạn với Diệp Đào. Diệp Đào nghiến chặt hàm răng chuẩn bị dồn lực đánh cược một trận, nhưng
Ở đây một cái chớp mắt, một bóng người từ trên trời giáng xuống che ở trước người anh, một chưởng chấn lệch chiến mâu. Minh Tuyệt đến tuy là chậm một chút nhưng lại đuổi đến đúng lúc. Chuột Ta Tu hừ lạnh, sát khí tha thiên càng quét công sát mà đến. Muốn chết như vậy, bản vương sẽ thành toàn cho ngươi. Con chuột nhắt, ai cho ngươi tự tin thế? Minh Tuyệt cười lại một tiếng, đương nhiên sẽ không cam chịu yếu thế. Tay cầm đế binh cấp thánh vương, một kiếm chém ra một dải thiên hà, đem có lẽ để đế chuột Ta Tu đánh cho nhất thời lui lại. Giết! Chuột Ta Tu tức giận, bỗng nhiên thi triển cấm pháp, công phạt đánh tới. Minh Tuyệt không nói gì, chỉ lấy dáng vẻ siêu cường đáp lại. Đội hình một đấu một, hắn cho tới bây giờ chưa từng sợ qua thằng nào. Trận đấu chiến cấp lên trai đại đế, tràn cảnh khá lớn, không hề thua kém trận đấu chiến của Cơ Tích Băng cùng Tru Tinh Kiếm. Diệp Đào trong lòng thoáng thở dài một hơi, anh cần thời gian, chỉ cần ma dịch sát khí tu tiên trong cơ thể, liền có thể một lần nữa ngưng tụ chiến lực. Cho dù không cách nào trở về đỉnh phong, nhưng cũng đủ để có thể đấu với con trai đại đế. Chỉ tiếc là lại có người không cho anh cơ hội này. Sau khi có ra đại đế chuột Ta Tu tới, lại khó có ra đại đế hồng hoang khác giết tới.